Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Chào mừng tất cả các bạn học sinh đã đến với khóa học của Vietsách cùng với cô giáo Phạm Thị Hoài Thu. Hôm nay cô rất vui mừng khi được gặp các con trong phân môn tập làm văn. Trước khi bắt đầu vào tiết học, để đạt được hiệu quả cao nhất, các con lưu ý chuẩn bị đầy đủ nháp, bút và chọn một nơi đầy đủ ánh sáng và thật yên tĩnh để học bài nhé. Nào, cô trò mình cùng. Nhắc đến mùa hè, ta không thể nào bỏ qua đặc sản mưa rào. Những cơn mưa đến thật bất chợt, mang lại bao nhiêu cảm xúc cho người và vật. Chính vì lẽ đó mà những cơn mưa đã lay động bao tâm hồn thi sĩ, để rồi những vần thơ hay được ra đời. Các con cùng lắng nghe bài thơ mưa của nhà thơ Trần Đăng Khoa nhé. Sắp mưa, những con muối bay ra. Mối trẻ bay cao, mối già bay thấp, gà con rối rít tìm nơi ẩn nấp, ông trời mặc áo giáp đen ra trận, muôn nghìn cây mía múa gươm, kiến hành quân đầy đường, lá khô, gió cuốn, bụi bay, cuồn cuộn, cỏ gà du tai, nghe bụi tre tần ngần gỡ tóc, hàng bưởi đu đưa, bế lũ con đầu tròn chọc lốc, chớp rạch ngang trời, khô khốc, sấm ghé xuống sân khanh khách cười. Hay các con cũng có thể nghe những câu thơ đáng yêu trong tác phẩm Che Mưa Cho Bạn của tác giả Nguyễn Thị Thảo. Gió thổi dồn mây đen, ông trời nổi sấm chớp, mưa trút xuống ao ao, gà đi về nơi nào, ôi gà con ướt lạnh. Những câu thơ này cho ta cảm nhận trời mưa đã bắt đầu giống như một buổi tập trận quy mô lớn rồi đấy. Tạm biệt những áng thơ, cô trò mình cùng quan sát cơn mưa rào trong mắt của tác giả Tô Hoài. Bây giờ các con hãy hướng mắt lên màn hình, sau đó đọc thầm theo cô nhé. Mưa rào. Một buổi có những đám mây lạ bay về. Những đám mây lớn, nặng và đặc xịt lổm ngổm đầy trời. Mây tản ra từng nắm nhỏ, rồi san đều trên một nền đen xám xịt. Gió nam thổi giật mãi, gió bỗng đổi mát lạnh, nhuốm hơi nước. Từ phía nam bỗng nổi lên một hồi khua động, giạt rào. Mưa đã xuống bên kia sông, gió càng thêm mạnh, mặc sức điên đảo trên cành cây. Mưa đến rồi, lẹt đẹt, mưa ráo đầu. Những giọt nước lăn xuống mái phên nữa. Mưa thực rồi, mưa ù xuống khiến cho mọi người không tưởng được là mưa lại kéo đến chóng thế. Lúc nãy là mấy giọt lách tách, bây giờ là bao nhiêu nước tuôn rào rào. Nước xiên xuống, lao vào trong bụi cây, lá đào, lá na, lá sói vẫy tai run rẩy. Con gà sống lướt thướt ngật ngưỡng tìm chỗ trú. Mưa xuống sầm sập, giọt ngã giọt bay, bụi nước tỏa trắng xóa. Trong nhà bỗng tối sầm, một mùi nồng ngai ngái, cái mùi xa lạ man mát của những trận mưa mới đầu mùa. Mưa rào rào trên sân gạch, mưa đồm đột trên phên nứa, đập bùng bùng vào lòng lá chuối, tiếng giọt chanh đổ ồ ồ. Nước chảy đỏ ngòm bốn bề sân, cuồn cuộn dồn vào các rãnh cống, đổ xuống ao chuông. Mưa xối nước được một lúc lâu, thì bỗng trong vòng trời tối thẫm vang lên một hồi ùng ục y ầm. Tiếng sấm của mưa mới đầu mùa. Mưa đã ngớt, trời rạng dần, mấy con chim chào mào từ hốc cây nào đó bay ra, hót râm ran. Mưa tạnh, phía đông một mảng trời trong vắt, mặt trời ló ra, chói lọi trên những vòm lá bưởi lấp lánh. Qua bài đọc này, các con thấy cơn mưa rào của tác giả Tô Hoài có sinh động và hấp dẫn không? Chúng mình cùng quan sát.
Bài văn Mưa Rào của tác giả Tô Hoài được chia thành 3 phần rõ rệt. Phần đầu tiên, từ một buổi cho đến mặc sức điên đảo trên cành cây. Đây chính là đoạn mở bài, nêu lên những dấu hiệu trời sắp mưa thông qua hình ảnh những đám mây lạ bay về. Tiếp theo đó, những đám mây lớn, nặng và đặc xịt, lổm ngổm, rồi mây tản ra. Gió thì thổi giật mãi, gió bỗng mát lạnh và nhuốm hơi nước. Các con thấy không? Tác giả đã biến mây trở nên sinh động và bầu trời chuyển đổi liên tục từ trạng thái này qua trạng thái khác. Đó là nhờ sử dụng rất nhiều từ ngữ thú vị, miêu tả rõ ràng. Qua cách tác giả sử dụng, các giác quan khi miêu tả khiến người đọc như đang được xuất hiện tại cơn mưa vậy. Tiếp theo là phần thân bài, từ mưa đến rồi, cho đến tiếng sấm của cơn mưa mới đầu mùa. Phần thân bài miêu tả hình ảnh những hạt mưa, tiếng mưa, miêu tả hoạt động, âm thanh của các sự vật trong mưa. Trong đoạn văn, tác giả lựa chọn ngôn từ sắc sảo, hình ảnh so sánh gần gũi, nhân hóa, đáng yêu khiến các sự vật trở nên sinh động. Và nếu để ý, các con sẽ nhận ngay ra sự khéo léo khi tác giả sử dụng các từ láy. Lẹt đẹt, lách tách, rào rào, lướt thướt, man mác, rào rào, đồm đột, bùng bùng, ồ ồ, cuồn cuộn, ục ục, ì ầm. Chúng ta thấy rõ là bài văn tả cảnh mà tác giả đã biến hóa như một bộ phim, có hình ảnh, có âm thanh thật sắc nét. Các con hãy lưu ý cách sử dụng từ của tác giả để học hỏi nhé. Và như tất cả những bài văn thông thường, phần cuối chính là phần kết bài. Đoạn kết bài, từ mưa đã ngớt cho đến vòm lá bưởi lấp lánh. Thông qua đoạn kết bài này, chúng ta thấy rằng tất cả sự vật đều mong chờ mưa đến và bầu trời sau cơn mưa sáng hơn, trong hơn và tất cả trở nên thật quyến rũ. Qua cơn mưa của nhà văn Tô Hoài, chúng ta có thể hình dung ra cách miêu tả của một cơn mưa thường có diễn biến 3 phần. Dấu hiệu của cơn mưa, cảnh vật và các hoạt động trong cơn mưa. Cuối cùng là cảnh vật và các hoạt động sau cơn mưa. Ở phần cuối, các con có thể chèn thêm những tâm tư, nguyện vọng và cảm xúc của mình sau cơn mưa, những tác dụng mà mưa đem đến cho con người và cho sự vật. Và làm như thế nào để viết được một bài văn tả cơn mưa hay? Trước tiên, các con hãy lưu ý tả cơn mưa theo trình tự thời gian. Các con nên lựa chọn hình ảnh cốt lõi để miêu tả và nhớ miêu tả bằng nhiều giác quan để bài văn của mình trở nên sinh động hơn. Các con hãy miêu tả bầu trời, tả mây, tả gió. Mưa phát ra những âm thanh, các con hãy sử dụng thính giác để miêu tả tiếng mưa, tả hoạt động và trạng thái của mưa, trạng thái của cây cối mong chờ mưa đến, và khi cơn mưa kết thúc, cây cối như hả hê, sung sướng. Các con cũng đừng quên, trong cơn mưa sẽ xuất hiện hoạt động của con người và các loài vật. Sau cơn mưa, các con lưu ý miêu tả bầu trời khác với bầu trời lúc chuẩn bị mưa. Con người, con vật, cây cối, con đường có những hoạt động gì và đặc điểm ra sao? Để bài văn trở nên hay, sinh động và hấp dẫn, các con cũng đừng quên sử dụng những từ láy, hình ảnh so sánh và nhân hóa nhé. Để giúp cho chúng ta mở rộng thêm vốn từ, các con cùng quan sát hình ảnh, sau đó lựa chọn những từ miêu tả phù hợp. Đối với mây, trời sắp mưa, mây thường xám xịt, nặng nề, lổm ngổm, chắc nịch, tầng tầng lớp lớp, ùn ùn kéo đến, răng mắc cả bầu trời. Đây
là một bảng từ ngữ để miêu tả mây. Các con đã lựa chọn được những cụm từ nào chưa? Trong cơn mưa thường xuất hiện chớp. Chúng ta nên miêu tả bằng những từ ngữ loằng ngoằng, rạch ngang trời, chớp như những tia lửa điện chói sáng, hay chớp giống hệt một bộ rễ cây khổng lồ. Quan sát hình ảnh, các con thấy có đúng như lời cô miêu tả không? Mơ, các con có thể sử dụng rất rất là nhiều từ ngữ. Hãy tham khảo bảng cụm từ miêu tả mưa nhé. Tí ta tí tách, mưa lất phất. Đây là những từ ngữ để miêu tả những giọt mưa đầu tiên rơi xuống. Sau đó, khi mưa to hơn, chúng ta sẽ sử dụng những từ ngữ rào rào, mưa như chút nước, tuôn xối xả, xiên xuống mặt đất, từng giọt hối hả, mưa nhảy nhót trên sân, mưa như tên trộm lẻn vào nhà, hay mưa như một vị khách không mời mà đến. Các con biết không, có một cách nữa để giúp các con nâng cao khả năng viết văn, đó là học từ ngữ, hình ảnh và cách viết văn qua các bài thơ cũng là một ý tưởng rất hay đấy. Trong bài thơ này, các con học được điều gì? Cùng quan sát và đọc thầm theo cô nào. Tí ta tí tách, trời đổ cơn mưa, hạt giống gieo vui. Mưa đi, cho hạt nảy mầm. Cây táo cũng bảo, mưa đi, cho tôi kết hoa. Hay là những phần thơ hay như thế này. Hạt mưa vừa rơi vừa bay, tung tăng như bé được ngày đi chơi. Hạt mưa vừa bay vừa rơi, díu dan như bé hát lời ca vang. Các con thấy có thú vị không? Hãy lựa chọn một vài hình ảnh để đưa vào bài văn của mình nhé. Bên cạnh đó, cô cũng đã sưu tầm được những câu thơ hay như thế này về mưa. Mưa rơi tí tách, hạt trước hạt sau, không xô đẩy nhau, xếp hàng lần lượt. Mưa vẽ trên sân, mưa dàn trên lá, mưa rơi trắng xóa, bong bóng phập phồng. Mưa nâng cánh hoa, mưa gọi chổi biếc, mưa rửa sạch bụi, như em lau nhà. Các con thấy đấy, đều là những hình ảnh về cơn mưa chúng ta được quan sát hàng ngày, nhưng đôi khi chúng ta chưa biết diễn đạt như thế nào. Và đây là những gợi ý cho các bạn. Và bây giờ, chúng ta hãy đến một dàn ý của bài văn miêu tả cơn mưa nhé. Dàn ý sơ lược cho bài văn tả mưa được chia thành 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Phần mở bài, đương nhiên các con sẽ cần giới thiệu về cơn mưa rào. Thân bài, cô chia thành 3 phần. Phần 1, miêu tả trời sắp mưa. Phần 2, tả trời mưa. Và cuối cùng, miêu tả trời tạnh. Trời sắp mưa, cô miêu tả bầu trời, tả mây, những con vật báo hiệu, ví dụ như chuồn chuồn, mối. Không khí của bầu trời sắp mưa cũng khá là khác lạ. Trong cơn mưa, cô sẽ miêu tả kỹ hơn về hạt mưa, từng hạt thưa thớt, mưa dày đặc chiếm lĩnh không gian. Cô sẽ sử dụng thính giác để miêu tả các tiếng mưa. Mưa trên sân gạch phát ra một tiếng khác, mưa trên mái tôn lại phát ra một âm thanh không giống như những âm thanh khác. Con đường ở trong thời điểm cơn mưa cũng ướt hơn, cũng lầy lội hơn và cũng tấp nập hơn bởi hoạt động của con người. Trời mưa, cô miêu tả hoạt động của cây cối và hoa lá, hoạt động của con người, hoạt động của con vật. Trời tạnh, khung cảnh sẽ khác, bầu trời cũng khác và mặt trời cũng đã xuất hiện. Các con đừng quên bày tỏ cảm xúc của con người, cây cối và con vật sau khi mưa nhé. Cuối cùng là kết bài. Hãy nêu lợi ích của cơn mưa và tình cảm của người viết
dành cho mưa. Tiếp theo sau đây sẽ là dàn ý chi tiết cho bài văn tả cơn mưa mùa hạ để các con có một cái nhìn tổng quan hơn. Mở bài, chúng mình vẫn giới thiệu về cơn mưa rào. Thân bài sẽ chia ra thành các đoạn. Đoạn 1 tả khung cảnh trước khi mưa. Bầu trời có thể sử dụng những cụm từ xám xịt, tối sầm lại hay ghé sát mặt đất. Còn mặt trời lúc này không còn tỏa sáng nữa mà gọi những tia nắng về. Hay chúng ta cũng có thể sử dụng mặt trời buồn bã giống như con người vậy. Đây là một biện pháp nhân hóa. Mây lúc này thì sao? Mây đen kịt, che phủ bầu trời. Hoặc các con cũng có thể sử dụng hình ảnh mây chiếm lĩnh không gian. Gió rì rào như những tay đua tốc độ. Cây cối vui vẻ chuyện trò, nhảy múa hoặc mừng thầm vì sắp được uống nước mát. Miêu tả tiếng sấm, các con cũng có thể sử dụng từ đùng đoàng. Thay vào đó, chúng mình hoàn toàn có thể sử dụng biện pháp nhân hóa bằng cách ông trời nổi trống. Các con cũng đừng quên miêu tả hoạt động của một số con vật nhé. Nếu như các con đang ở ngoài đường, chúng mình hãy miêu tả hoạt động của người đi đường. Nếu như các con đang ở trong trường lớp mà gặp cơn mưa, các con miêu tả hoạt động của thầy cô, bạn bè, vân vân. Tiếp theo đó là đoạn văn tả cơn mưa đến. Chúng ta chú trọng miêu tả hạt mưa. Lúc đầu, hạt mưa rơi xuống, chỉ lác đác và kêu lộp độp. Lúc sau mưa nhiều hơn, mưa xối xả, mưa rào rào, tạo thành màn nước trắng xóa. Các hoạt động của mưa có những hoạt động nào? Mưa trời cầu trượt trên mái nhà, mưa vút ve tán lá, hay mưa đệm đàn, mưa nhảy nhót. Mưa có thể bị trượt ngã, hoặc bắn pháo hoa, hoặc lăn lộn trên sân gạch. Mưa tạt vào, đậu vào cửa kính. Mưa như một người ghé qua, nhòm vào, hoặc giống như một tên trộm lẻn vào trong nhà như một vị khách không mời mà đến. Tạm biệt mưa, chúng ta hãy đến những câu văn miêu tả gió. Gió giống như nghệ sĩ dạy múa cho cây. Các con cũng đừng quên miêu tả cây cối, bởi lẽ hơn ai hết, vào mùa hè nóng bức, cây cối rất mong gặp được những cơn mưa mùa hạ. Chậu hoa hồng phấn khởi đón nhận hạt mưa, cây bưởi thì đu đưa, cây dừa sải tay bơi. Ngọn mùng tơi có thể nhảy múa, các con dựa vào hình thực tế để lựa chọn những cây miêu tả cho phù hợp nhé. Thần sấm thì cười khanh khách, tia sét như một chùm rễ cây phát sáng. Đoạn văn cuối cùng trong phần thân bài chính là tả cơn mưa tạnh. Hạt mưa lúc này thưa thớt rồi tạnh hẳn. Bầu trời không còn âm u mà sáng rõ, tươi vui, cao vời vợi. Để tả mây, các con có thể sử dụng những hình ảnh so sánh. Trắng bồng bềnh, chú cừu mềm mịn, gối bông êm ái. Còn cây cối sau cơn mưa, xanh mướt, sảng khoái, hả hê. Bởi lẽ hơn ai hết, cây cối vào mùa hè, khô, nóng thì chúng rất muốn được tiếp nhận những cơn mưa đến. Cây cối như muốn nói với mưa, lần sau mưa lại đến nhé. Lúa rau muống như xanh hơn vì được tắm mát. Các con vật, chúng ta lựa chọn một vài con vật cụ thể, ví dụ như chú chó tung tăng đi chơi, con mèo thưởng thức những giọt nước mát lành trên sân, con đàn chim lại bay ra khỏi tổ để vận động, để dạo chơi, để ngắm cảnh hay là để đi kiếm mồi. Miêu tả các con đường, các con có thể sử dụng những từ lênh láng, sạch sẽ, bóng loáng. Không khí sau khi mưa trong lành và mát mẻ. Cuối cùng, để kết bài cho một bài văn, các con nhớ nêu ý nghĩa của cơn mưa, mọi thứ như được tiếp thêm sức sống. Và các con cũng để lại mong muốn của mình.
Mưa hãy đến khi chúng tôi cần, hoặc mong muốn của mọi người sao cho mưa thuận gió hòa. Vừa rồi, các con đã được quan sát dàn ý chi tiết của bài văn tả cơn mưa. Chúng mình hãy đến với phần vô cùng quan trọng. Các con biết đấy, giống như câu chuyện, phần gợi mở rất quan trọng để gây sự chú ý, sự tò mò từ người nghe. Một bài văn hay thường gây ấn tượng ban đầu bởi phần mở bài. Các con có thể mở bài bằng câu ghép có cặp quan hệ từ nếu thì. Nếu mùa đông mang đến cho con người cái se lạnh và cảm giác thích thú khi nằm trong chăn ấm, thì mùa hè mang đến những cơn mưa mát lạnh. Cơn mưa rào mùa hạ có thể coi là một đặc sản không thể bỏ qua. Quan sát trên màn hình, các con thấy đấy, rất nhiều bạn nhỏ thích cơn mưa. Trong ký ức của cô, mưa mùa hạ là thời điểm cô cùng các bạn rủ nhau tắm mưa, sau đó về bị bố mẹ mắng. Các con cũng có thể mở đầu bằng một mong muốn, mong mỏi sau đó dẫn đến cơn mưa. Vào mùa hè, thời tiết trở nên oi ả và nóng bức đến khó chịu. Những cơn gió chẳng đủ sức để làm dịu đi cái nóng như thiêu như đốt đang hoành hành. Lúc này, đầu đầu cũng khát khao những cơn mưa rào mát lạnh. Như hiểu được lòng người, ông trời vội vàng kéo mây, đem mưa đến trong sự mừng rỡ của mặt đất. Các con ạ, mở đầu câu chuyện mang lại sự háo hức, mong chờ. Còn kết bài các con nên lồng vào đó những nhận định cảm xúc để tránh người đọc, người nghe cảm thấy hụt hẫng. Quan sát một ví dụ về kết bài sau đây. Cơn mưa đúng lúc đã đem lại sự sảng khoái, dễ chịu, xua tan đi mệt mỏi hàng ngày vì oi bức. Đối với mọi người, mọi vật, cơn mưa thật đáng yêu và có ích. Vừa rồi, các con đã được tham khảo các mở bài và kết bài hay. Bây giờ, chúng mình cùng lắng nghe một số đoạn văn hay thú vị viết về cơn mưa mùa hạ nhé. Khi lắng nghe, theo dõi, các con cũng sử dụng bút và nháp để ghi nhanh những ý mà các con cảm thấy yêu thích. Mới lúc trước, những tia nắng còn nghịch ngợm, nhảy nhót trên cành cây, mà giờ đây đã rủ nhau trốn đi đâu hết. Những đám mây trên cao cũng đồng loạt thay áo khoác đen, khiến cho đất trời trở nên u ám. Những cơn gió cũng không còn khô nóng mà trở nên mát mẻ hơn. Thế là trời sắp mưa. Dòng người trên đường lại vội vàng hơn, cố nhích thật nhanh để sớm được về nhà. Bỗng, một tiếng sấm lớn vang lên, xé tan không gian, dẫn theo những tia chớp sáng rạch ngang bầu trời. Vậy là cánh cổng lớn mở ra cho những hạt mưa tinh nghịch nhảy xuống mặt đất. Mưa rơi, những hạt mưa đầu tiên nhẹ nhàng hôn lên đám lá đang reo vui chờ đón mưa bao ngày để vội rửa bụi bặm cho mình. Mưa rơi tí tách, nhảy nhóc rộn ràng trên mái tôn, trên nóc xe và trên mặt đường. Từng hạt rơi nhanh hơn như một cuộc thi chạy đường dài mà ai cũng muốn mình về đích trước tiên. Phấn khích, hò reo và rào rào lao xuống như tên bắn. Các con có cảm xúc gì khi lắng nghe những đoạn văn vừa rồi? Bằng những biện pháp nghệ thuật, cơn mưa hiện lên thật gần gũi và sinh động phải không nào? Không để các con chờ đợi lâu hơn nữa, mời các con tham khảo bài văn viết về cơn mưa mùa hạ của cô nhé. Mùa hè đến với những tiếng ve kêu rộn rã, những bông hoa phượng đỏ rực cả một góc trời, những ngày oi bức và cũng không quên mang theo cả những cơn mưa rào. Bầu trời vẫn cao và xanh lắm, bỗng đột nhiên âm u, xám xịt. Mây đen từ đâu bay đến, giăng kín bầu trời. Ông mặt trời buồn rầu vén màn đi ngủ. Trị gió tung hoành, thổi vi vút, khiến bụi bay mù mịt. Đột nhiên, một tiếng sét lớn, đoành. Nền trời lúc này như bị xé toạc làm đôi bởi tia lửa điện khổng lồ.
Mấy con chim sao xác bay nhanh về tổ. Chú mèo nhà em giật mình, nhảy tót lên giường, thu mình vào gối. Vừa nghe tiếng sấm, ai nấy đều nhanh nhanh chóng chóng chạy về nhà, thu vén quần áo đang phơi trên mắc. Khung cảnh thật hỗn loạn. Rồi đúng như em dự đoán, những hạt mưa tí tách rơi. Em ba chân bốn cẳng chạy lên gác để thu vén quần áo. Trong phút chốc, mưa nặng hạt hơn. Những hạt mưa dày kéo nhau lao ào ào xuống mặt đất, giống hệt một đội quân dũng mãnh. Tiếng mưa chiếm lĩnh cả không gian, che lấp hết những âm thanh khác. Tiếng mưa trên mái tôn nhà em kêu ầm ầm. Mưa còn nhảy nhót đồm đột trên nóc ô tô của bác hàng xóm. Mưa tinh nghịch lắm. Tranh thủ khi mọi người vô ý, mưa lẻn vào khung cửa sổ, rồi lăn xuống sàn nhà. Ai không để ý bước vào là ngã ngay. Có những hạt mưa đậu trên cửa kính, bẽn lẽn nhìn vào hệt như một đứa trẻ. Cây bằng lăng đầu phố nhảy múa theo nhịp gió. Luống rau trong vườn nhà em sung sướng khi được tắm mát. Những cây dại yến thảo ở ban công không còn vươn ra khoe sắc như thường khi, mà đang buồn bã rũ xuống. Cảnh tượng này thật quen thuộc. Mưa mau đến rồi cũng mau đi như một lời hứa, mau hứa rồi mau quên của đứa trẻ. Khi nãy mưa thỏa sức tung hoành, giờ chỉ còn vài giọt nước nằm nghỉ trên lá. Những hạt mưa long hệt viên pha lê quý giá, không khí trong lành và mát mẻ biết bao. Bầu trời cao xanh trở lại, trên các con đường không còn bụi bặm. Mưa đã gột rửa thật sạch những tuyến phố, đôi chỗ đọng lại vũng nước chưa kịp thoát đi nơi khác. Trong đầu em lúc này vẽ lên khung cảnh cầu vồng xuất hiện xinh đẹp như chiếc bờm của đứa bé hàng xóm. Nhưng có lẽ hôm nay cầu vồng vắng mặt rồi. Em yêu thích những cơn mưa rào mùa hạ bởi nó đem đến cảm giác mát mẻ tuyệt vời. Văng vẳng bên tai em là câu hát, mưa rơi cho cây tốt tươi, búp trên lá trên cành. Các con thân mến, vừa rồi các con đã được nghe bài văn miêu tả cơn mưa mùa hạ của cô. Bây giờ, chúng ta cùng tham khảo một bài viết nữa của bạn học sinh lớp cô nhé. Nhớ khi còn nhỏ, vào những ngày mùa hạ, em thích nhất được cùng anh chị đi đón cơn mưa rào. Gọi là đón mưa rào bởi vì đó là cơn mưa mà mọi người luôn mong chờ, ngóng đợi và nó luôn đến bất chợt và đi cũng rất nhanh. Đó thường là những buổi chiều mùa hè nóng bức, với ánh nắng vàng rười rượi, không khí khô khan. Rồi bỗng thật đột ngột, nắng tắt hẳn mà không hề báo trước. Những cơn gió cũng bốc chốc thổi nhanh hơn, mạnh hơn. Gió cuốn lá khô bay xào xạc, mang theo cả cát bụi. Cây lá nghiêng ngả, đàn chim sáo xác bay về tổ cùng lũ con thơ. Rồi dần dần, xung quanh trở nên mát mẻ. Mây lạ từ đâu kéo đến xâm chiếm bầu trời. Phía trên cao, bầu trời vốn trong xanh, giờ đây đã dần đen sẫm đi, như có một bàn tay vô hình nào đó đổ mực lên, pha vào các đám mây vậy. Lũ trẻ con chúng tôi đang chơi đùa, ngước lên thấy thế, liền biết sắp có mưa rào. Vậy là cả lũ rối rít chạy về nhà, thu áo quần, đóng cửa sổ, rồi lật đật cùng bố mẹ cất xe, cất dép. Ai cũng hối hả, vội vàng. Rồi một tiếng đoàng vang lên, sấm chớp giật đùng đùng trên cao, xé toạc bầu không khí yên tĩnh. Theo hiệu lệnh ấy, đoàn quân hạt mưa nối tiếp thành hàng đổ ào ào xuống mặt đất. Lá cây, ngọn cỏ hân hoan vui sướng, đón mưa như đứa trẻ đón mẹ về chờ cho kẹo. Mới đầu, mưa chỉ tí tách, lộp độp. Sau, mưa tuôn xối xả. Bốn bề chỉ toàn màu trắng xóa cùng âm thanh ào ào của mưa. Ngồi trong nhà nhìn ra, cảm giác như chỉ có mình và ngôi nhà đang tồn tại cách biệt với thế giới bên ngoài. Mưa gõ trống trên mái tôn đồm đột, gió thổi làm tán cây rung lên xào xạc. Con đường trở nên tấp nập hơn, ai nấy đều hối hả chạy nhanh kẻo ướt. Chỉ một lát sau,
Mưa dần dịu dàng hơn. Mưa vẫn còn rả rích, nhưng nhảy xuống mặt đất một cách từ tốn, thong thả. Tiếng rào rào, phần phật vừa nãy đã được thay bằng nhịp gõ đều đều như ai đệm nhạc. Bầu trời cũng trắng sáng và cao dần lên. Chúng tôi sẽ vội vàng chạy ra ngoài, tắm táp dưới làn nước mát nhẹ nhàng ấy. Rồi mưa tạnh hẳn. Những cây cỏ xung quanh cũng đung đưa như nhảy nhót chung vui cùng chúng tôi. Bầu trời lại cao và trong xanh vời vợi. Cây cối xanh hơn khi được tắm mát. Những đứa trẻ nghịch ngợm thì nhào kéo những cành cây cho nước rớt xuống ào ào, nhảy vào những vũng nước đọng ven đường trên sân. Vậy là đám trẻ chúng tôi bị mắng te tua. Lũ chim bay qua bay lại như đang chế nhạo khi chúng tôi nghịch ngợm mà bị bắn. Mọi người trở lại làm tiếp công việc còn dở dang với tâm trạng vui vẻ, thích thú. Tuy ngắn ngủi, nhưng những cơn mưa rào mùa hạ thực sự đem đến những trải nghiệm tuyệt vời và quý giá với tất cả mọi người. Giá như năm nào cũng mưa thuận gió hòa thì tốt biết bao. Vừa rồi các con đã được lắng nghe những bí kíp viết văn miêu tả cơn mưa và theo dõi hai bài văn tham khảo tả cơn mưa mùa hạ. Cô hy vọng rằng sau video lần này, các con sẽ có những bài văn thật hay và hấp dẫn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Khóa học viện sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viện sách.